Linh chào mừng cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh Bản tin Hóng Biến TV. Thì vào ngày hôm qua, ngày 6 tháng 3, thì cô siêu Nguyễn Phương Hằng đã có một buổi live stream và đưa ra một quyết định. Quyết định này có thể xem như là một bước ngoặt, cũng có thể xem là một sự kiện chấn động quốc tế nếu như nó diễn ra đúng những gì mà cô siêu Nguyễn Phương Hằng mong muốn. Thì tối ngày hôm qua, ngày 6 tháng 3, thì cô Nguyễn Phương Hằng đã live stream tiếp tục chia sẻ những thông tin động trời mà chấn động cả thế giới. Nếu như những thông tin mà cô Hằng làm được tối hôm qua, thì cô Nguyễn Phương Hằng nói rằng mình sẽ lấy tư cách là một công dân của nước Canada, là người đầu tư, một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó là cô Hằng đề nghị mình cần được sự bảo hộ, cần được sự bảo vệ và cần được ghi nhận những gì mà mình đã làm cho xã hội, mình đã làm cho đất nước và mình đã làm với tư cách là một nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì cô đã tốn tiền, tự bỏ tiền túi ra và bây giờ tôi lấy lại được gì? Cô chỉ lấy lại được những lời thị phi, những lời sỉ vả, những lời xuyên tạc, những lời chửi bới. Và đặc biệt là cô siêu Nguyễn Phương Hằng còn bỏ ra công sức để mà mở cái quỹ Hằng Hữu giúp cho những trẻ em nghèo, những cái bệnh nhân nghèo và những người mà không may bị tai nạn giao thông bất chợt cấp cứu nhưng không có người nhà, không có người thân và lúc đó cần tiền gấp thì cái quỹ vàng đó sẽ giải cứu được cái tình huống đó. Và như vậy thì hàng ngàn người, hàng trăm người sẽ được cứu sống. Vậy thì tại sao là tôi không được cái gì cả? Tôi không được người ta ghi nhận mà hoàn toàn là những lời thị phi, toàn là những lời bị đặt để mà chống phá doanh nghiệp, để mà chống phá cái quỹ xã hội, bảo trợ trẻ em. Vậy thì quý vị có thấy rằng là cô Hằng nói như vậy có hợp lý hay là không? Trong cái thời điểm hiện tại, quý vị có thể để lại bình luận comment do đó mà cô Hằng nói rằng là sẽ thuê luật sư quốc tế đàng hoàng nha quý vị. Là những luật sư này là những người am hiểu về luật pháp quốc tế, am hiểu về luật pháp của nước Canada, am hiểu về luật pháp liên quan tới là đầu tư nước ngoài và vào Việt Nam thì cô sẽ có cái khiếu nại, cô sẽ có những cái đơn thư phản ánh đến lãnh sự quán, đến tòa án quốc tế để mà lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự công đạo cho mình. Và liệu rằng không biết trong trường hợp này cô Hằng có làm được như vậy hay không? Nếu làm được chuyện này thì đó là một thông tin chấn động thế giới, bởi vì lần đầu tiên là một công dân Việt Nam có quốc tịch Canada mà khiến vụ việc của mình xảy ra tại đất nước Việt Nam. Nhưng khiến cho lãnh sự quán Việt Nam tại Canada, rồi khiến cho đại sứ quán Việt Nam tại Canada hoặc lãnh sự quán, rồi tòa án quốc tế hay tòa án thương mại quốc tế v.v. những người đó hoặc kể cả những tổ chức quốc tế khác nữa sẽ vào cuộc về cái vấn đề mà cô Hằng đã cho rằng cái quyền lợi của mình bị tổn hại, bị tổn thất danh dự, nhân phẩm của mình bị tổn thất nặng nề khi mà làm doanh nghiệp mà vừa là tổ chức thành lập cái quỹ xã hội để bảo trợ giúp đỡ cho người dân Việt Nam. Đó là cái việc này cũng hơi căng nhưng thực sự chấn động nha quý vị. Nếu như mà cô Hằng nói được làm được những cái vấn đề này thì Thùy Linh cho rằng thì nó là một sự kiện chấn động thế giới. Bởi vì đây là lần đầu tiên có câu chuyện này nha quý vị. Chúng ta hãy theo dõi một thời gian nữa coi rằng thì cô Hằng sẽ có những bước đi như thế nào trong vấn đề quốc tế này. Bởi đây là vấn đề rất là mới và nghe rất là chấn động nha quý vị. Liệu rằng diễn biến sắp tới là như thế nào? Bởi vì chúng ta cũng thấy rõ rồi. Bởi từ đâu mà các doanh nghiệp lớn rồi đóng góp thuế, thậm chí là giải quyết cho lao động cho hàng chục ngàn người nhưng mà cứ bị đánh phá, cứ bị chửi bới và chúng ta thấy chưa có một cơ chế nào để bảo vệ rõ ràng và giải quyết dứt điểm trong câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng. Và hiện nay vẫn chưa thấy cái việc giải quyết dứt điểm. Vậy thì quý vị thử hỏi một doanh nghiệp như vậy, họ có thể là đã đóng góp thuế cho nhà nước rất là nhiều rồi, rồi tạo ra công ăn việc làm và qua đó giúp phần xóa đói giảm nghèo, góp phần là giảm thất nghiệp, rồi thậm chí là qua đó sẽ giúp cho hàng ngàn gia đình có công ăn việc làm, qua đó lại giúp cho những gia đình đó họ không bị đói, họ có thu nhập để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình, góp phần là bảo vệ rồi làm giàu cho xã hội. Quá tốt phải không quý vị? Đó là vấn đề là kiến thiết và nói như vậy thì liệu rằng những cái thành phần mà thường xuyên chị cô Hằng có ai đã làm được chuyện đó hay chưa? Và có ai có thể tạo được công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người lao động hay chưa? Có ai tạo ra được cái tài sản và đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng trong những năm qua hay chưa?
và góp phần cho tỉnh Bình Dương phát triển như ngày hôm nay hay không. Thậm chí là quý vị biết là Bình Dương hiện nay là một trong những tỉnh thành mà có thu nhập cao nhất cả nước. Thì dĩ nhiên là phải có đóng góp của cô Hằng và chú Dũng, rồi đóng góp vào thuế, đóng góp vào thu nhập cho công nhân, thu nhập việc làm. Vậy ở phía bên kia thì cả nhà hãy cho Thùy Linh một cá nhân nào đó, một nhân vật nào đó mà đã làm được những chuyện như vậy thì hãy đưa ra và phân tích lập luận và lấy người đó làm tiêu biểu cho việc chống phá cô Hằng. Bản thân Thùy Linh thì chưa nhìn thấy nha mọi người. Nếu mà ai thấy thì quý vị cho tôi biết người đó là ai và người đó như thế nào. Và đó là lý do vì sao mà quý vị thấy rằng cô Hằng rất là bức xúc, rất là khổ tâm và cũng đã rơi nước mắt rất là nhiều lần trên sóng livestream. Rồi và Thùy Linh nghĩ rằng nếu chúng ta trong trường hợp này, chúng ta cũng sẽ như vậy thôi. Thậm chí chúng ta sẽ bỏ cuộc chơi, thậm chí là chúng ta sẽ dừng lại tất cả các hoạt động, thậm chí là chúng ta sẽ rời bỏ Việt Nam và thậm chí là chúng ta sẽ đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp của chúng ta. Thậm chí là chúng ta sẽ mang những cái máy móc thiết bị là mang vốn ra nước ngoài để đầu tư tìm một vùng đất mới, một vùng đất hứa nào đó, một cái nhà nước nào đó mà người ta bảo vệ doanh nghiệp, người ta tôn trọng doanh nghiệp hoặc người ta có những cái phương án nào đó để giải quyết trong cái vụ việc của cô Hằng như hiện nay chẳng hạn. Đó là những gì mà chúng ta sẽ lựa chọn nếu như chúng ta là những cái người mà rơi vào cái trường hợp giống như cô Hằng hoặc của công ty Đại Nam. Quý vị thấy như vậy có hợp lý không? Thùy Thùy Linh nói như vậy đúng không? Nếu ai đồng tình, quý vị có thể bình luận phía dưới video nha. Thùy Linh tin là bao nhiêu người cũng đồng ý hết, bởi vì hợp lý, những điều này là những điều cơ bản và hợp lý. Chúng ta hợp lý trước, rồi chúng ta hãy nói đạo lý sau, phải không quý vị? Còn nếu mà ai chỉ ra được những cái nhân vật bên kia mà có tầm cỡ có thể giúp ích cho xã hội, tạo công ăn việc làm rồi mở ra những cái quỹ hàng hiểu, quỹ từ thiện nào đó đã giúp cứu hàng trăm trẻ em thì như thế nào đó? Thưa quý vị, thì chúng tôi nói đi thì cũng phải nói lại. Những người mà bà Hằng rất là muốn tố cáo hiện nay nhờ pháp luật, luật sư quốc tế và đưa vụ việc của nhà báo Đức Hiển, Hàn Ni là sẽ đưa ra các thanh tra quốc tế xử lý vụ việc này. Khi mà nghe bà Hằng tuyên bố như vậy thì ngay bản thân Thùy Linh cũng khá là bất ngờ, bởi vì có lẽ là từ trước đến nay vụ việc một công dân nước ngoài hay gì đó để thực kiện gửi đến tư pháp quốc tế về vấn đề công dân Việt Nam thì nó hình như là chưa có. Bởi vì khi nghe thông tin đó thì mình, Thùy Linh cũng có lên mạng search, có tìm kiếm những thông tin, rõ ràng là không có nhiều thông tin về cái chuyện mà một người công dân nước ngoài có quốc tịch nước ngoài rồi đưa thư kiện, thì không thấy, là không biết nó đã từng diễn ra hay là chưa. Nhưng mà rõ ràng cho đến thời điểm này, nếu như vụ việc của cô CEO Nguyễn Phương Hằng được người ta chấp thuận, quốc tế lên tiếng thì quả là một sự kiện là chấn động, phải gọi là kinh thiên động địa luôn, đúng không cả nhà? Bởi vì xưa nay nó chưa từng có. Nhưng nếu thật sự cái vụ việc này diễn ra đúng như mong muốn của cô Hằng thì quả là một cái chuyện xưa nay hiếm có, phải không quý vị? Và qua đó thì có lẽ đây cũng là một cách để cô Hằng nhắn nhủ đến một ai đó là làm ơn đừng có xuyên tạc những người đang chỉ bới cô Hằng, thì hãy coi chừng vì cô Hằng còn có rất là nhiều chiêu bài chúng ta chưa thể nhìn thấy và chưa thể đoán ra được. Từ vụ việc từ đầu tới giờ thì cô Nguyễn Phương Hằng liên tục đưa ra những cái game, những cái trò chơi mà có lẽ là những người bình thường như chúng ta và tôi và quý vị chắc có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ ra, bởi vì rõ ràng bà là một người từng trải và đội ngũ luật sư cũng như những người tư vấn cho bà là những người có hiểu biết và người ta nói chung là rất là biết những chuyện mà chúng ta chưa từng biết, đúng không ạ? Từ nào là thần y bịp bợm võ nằm yên cho tới hề lũ thủy tề, rồi những cái vấn nạn mà gương xí ăn chặn và những vấn đề mà cô Hằng đã nêu ra trong thời gian vừa qua, nó luôn thu hút người ta, bởi vì là cô đưa ra một cách diễn đạt một cách rất là lạ mà thu hút người xem, người nghe và người quan tâm. Thế nên đó cũng là một phần, nhưng cái quan trọng nhất là cô đã đóng góp nói lên tiếng lòng của người dân, quan tâm đến những người dân nghèo khổ, và cô đã vạch ra những cái thế lực xấu xa, những cái thế lực bẩn trong xã hội, và cô đã góp và cô đã chung tay dọn sạch rác cho xã hội này rất là nhiều. Thế nên là rất là nhiều người theo dõi khủng, một phần vì cái câu chuyện đó, chẳng hạn như chuyện khơi về vấn đề từ thiện, tại sao bạn không kể bình thường mà lại nói là giấc mơ. Đó là một cái cách like rất là hay, rất là khôn khéo. Đến mà hôm nay thì thật sự nếu mà cái câu chuyện nghệ sĩ không có ăn chặn thì tiền từ thiện đi chăng nữa, nếu như theo cách diễn đạt bình thường của chúng ta thì có lẽ là dính chấu rồi, đúng không ạ? Khó thoát rồi. Nhưng mà cô CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn bình thường. Đó là một cách để người ta truyền tải thông tin, nhưng mà
làm cho bản thân mình không phải bị ảnh hưởng gì đến bản thân của chúng ta, coi một cách rất là hay. Và rồi sau đó thì có những cái chuyện mà cô hàng cung cấp điện thoại cho công an, nói chung là rất là nhiều, và cái bài thật sự là quá choáng với cách làm việc, rồi những cái điều mà cô hằng mô tả diễn tả lại càng choáng hơn, cho nên rất là nhiều người thu hút và quan tâm bà Hằng chính là như vậy. Và như vậy là một quá trình tốt, và chúng ta hãy đưa ra, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm. Thì xin có vài ý kiến với quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay là như vậy, và quý vị thấy nội dung này như thế nào? Ngày hôm nay thì quý vị nhớ hãy để lại bình luận và đừng quên cho một like nếu như đồng tình. Một lần nữa thì Thùy Linh mến chào, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở trong các video kế tiếp.